siêu bão Yagi đã khiến ít nhất 16 người ra đi mãi mãi, sau khi đi qua Philippines đổ bộ vào Việt Nam còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Siêu bão Yagi được đánh giá là cơn bão mạnh nhất Biển Đông trong một thập kỷ qua. Dự kiến chỉ trong 48 giờ tới, siêu bão Yagi sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Trước đó, cơn bão này đã khiến 16 người ra đi mãi mãi và ảnh hưởng đến khoảng 1,7 triệu người dân ở Philippines. Đáng chú ý, sau khi đi qua Philippines, thậm chí cơn bão này đang không ngừng mạnh lên. Chúng ta không thể coi thường và phải sẵn sàng các biện pháp ứng phó trước cơn siêu bão này.